Chúng ta đã nói với nhau rất nhiều về cái vai trò của Content Marketing rồi. Thế vậy, Content Marketing là gì? Định nghĩa hay là cái khái niệm về Content Marketing là gì? Theo định nghĩa về Marketing ấy, thì hiện tại bây giờ đang bảo là có hơn 1000 về định nghĩa, về khái niệm, về Marketing. Còn riêng về Content Marketing ấy, thì đâu đó loanh quanh khoảng tầm hơn 200 đến 300 định nghĩa và khái niệm về Content Marketing. Thì ở đây mình lấy một vài những cái định nghĩa, cái khái niệm mà mình cho rằng là nó dễ hiểu nhất để mình chia sẻ cho các bạn, để các bạn có thể tham khảo. Rồi, thì đây là một cái định nghĩa của ông có tên là Joe Pulizzi, hiện tại đang là người sáng lập Viện Tiếp thị Nội dung. Ông ấy có định nghĩa nội dung là cách tiếp cận thị trường. Thay vì gây cho khách hàng mất tập trung với những quảng cáo không liên quan đến họ, chúng ta sẽ tạo ra những nội dung có giá trị, hấp dẫn và liên quan dựa trên cái nền tảng nhất quán, từ đó theo thời gian tạo lên nhóm khách hàng và sự thay đổi về hành vi của khách hàng mang tính có lợi nhuận. Sau đây thì mình sẽ tô đậm những cái ý chính, những cái ý quan trọng mà các bạn sẽ cần phải lưu tâm và các bạn sẽ cần phải nhớ. Đầu tiên đó chính là cái cách tiếp cận thị trường. Các bạn sẽ tiếp cận thị trường như thế nào? Sau khi mà tiếp cận thị trường ấy, thì các bạn sẽ tạo ra những nội dung có giá trị, hấp dẫn, nó dựa trên một cái nền tảng hoặc dựa trên một cái sự nhất quán nhất định, và từ đó thì sẽ tạo lên một nhóm khách hàng cũng như là sự thay đổi về hành vi của khách hàng mang tính có lợi nhuận cho cái công việc kinh doanh của các bạn. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt cho các bạn như sau. Tiếp thị nội dung liên quan đến việc tạo ra và phân phối các cái loại nội dung khác nhau nhằm thúc đẩy tất cả các hoạt động tiếp thị cốt lõi của bạn để thu hút và thuyết phục khán giả đáp ứng các mục tiêu của bạn trong suốt vòng đời của khách hàng. Sau đây thì mình cũng sẽ tô đậm những cái ý chính, những cái ý quan trọng mà các bạn sẽ cần phải nắm được. Cái này cũng đã vô cùng tóm tắt rồi, nhưng mình vẫn sẽ cô đọng hơn nữa để các bạn có thể dễ dàng các bạn hiểu được. Tiếp thị nội dung ấy thì nó liên quan đến, thứ nhất là gì? Việc tạo ra và phân phối các cái loại nội dung khác nhau để nhằm một cái mục đích là thúc đẩy tất cả các hoạt động tiếp thị cốt lõi. Tức là cái hoạt động tiếp thị cốt lõi ở đây tức là những cái giá trị, những cái thông tin mà các bạn muốn truyền tải tới cái khán giả và tới khách hàng mục tiêu của các bạn là gì. Và từ đó thì các bạn sẽ thu hút họ này, rồi thuyết phục họ từ khán giả trở thành khách hàng tiềm năng của bạn, và từ đấy thì các bạn xây dựng mối quan hệ của các bạn với những khách hàng của các bạn, và từ đó thì sẽ biến họ trở thành khách hàng trung thành và biến họ trở thành những cái đối tác của các bạn ở trong tương lai. Đấy, thì đây đó chính là đáp ứng các cái mục tiêu của bạn trong suốt vòng đời của khách hàng. Thế thì vậy tổng quan lại ấy, các bạn chỉ cần chú ý cho mình đó chính là gì? Là tạo ra và phân phối các cái loại nội dung. Từ đấy thì sao? Thu hút và thuyết phục khán giả của các bạn để làm sao mà nhằm mục tiêu là các bạn biến họ trở thành khách hàng trung thành và biến họ trở thành đối tác của các bạn. Thì đương nhiên rằng là biến họ trở thành khách hàng trung thành và biến họ trở thành đối tác thì chúng ta sẽ có lợi nhuận, chúng ta sẽ phát triển được thương hiệu của các bạn dần dần theo thời gian.